Ok, và hello anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Di đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mới mang tên là Draw Enemy nha. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa. Link tải mình sẽ để ở phía dưới phần comment nhé. Chúng ta sẽ... Oh, wow. Chúng ta vẽ... Ui trời, mình vẽ hết hết đội quân rồi. Không biết là được ăn được không đây. Ui, chúng ta tiến tới người vua anh em ạ. À, chúng ta vẽ cái đội hình để gọi là xem nó chơi theo cái kiểu gì ấy. Hay nhá. Wow. Nhân 5 thì sẽ là 2000 game. 2000 vàng anh em ạ. Mấy game này thì chắc chắn nó phải xem quảng cáo rồi. Ô, có game mới à? À không, game này King Legend. Nhìn mình cứ tưởng là game stick cơ anh em ạ. Nhưng không phải. Đó không phải là game stick anh em nhá. Nhìn cũng hay đấy chứ. Kiểu kết hợp các cái khu đất với nhau rồi bắn nhau này. Ô, cái kiểu game này nó đang là mới này, đang rất là thịnh hành này. Wow, King of Legion gì đó đây. Có thêm vàng anh em ơi. Rất nhiều vàng, chúng ta có thêm khoảng 2000 vàng để mình nâng cấp defense. Hết tiền nha. Bonus battle là cái gì đây? Magic unicorn, phần thưởng sẽ là khoảng 3000 hoặc 3000 hay 2000 tiền gì đấy. Rất là ngon và rất là bá đạo anh em ạ. Hy vọng là mình sẽ có thể là lấy được. Wow man, tuyệt vời đấy. Ok, chúng ta sẽ đợi trong vòng khoảng mấy giây đi. Xong cái game đi, xong rồi bắt đầu là vào game mới nha anh em. Phần thưởng sẽ có trong khoảng 6 giây nữa là ok. Rồi, chúng ta đã xong. Và mình sẽ vẽ như thế nào đây? Ui ok. Chúng ta đánh theo kiểu là ui, đánh con unicorn này mà khó phết anh em ạ. Ui ôi. Hy vọng nó sẽ đánh được. Ui, nó có một con unicorn này kìa. Chết rồi. Sao quân chúng ta lại bị chia ra thế này? Chúng ta tập trung đánh con nào? Đánh con kia thì nó lại phân thân ra mà. Tập trung đánh con Magic Unicorn. Yeah. Boss. Ui. Chúng ta sẽ nhân 5% vàng gì đó bằng cách là được thêm game. Ồ, khủng vãi. Thật sự cái này cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Wow, cái gì vậy? 15.000 vàng. Nó là một con số cực kỳ lớn đấy chứ anh em. Không hề nhỏ một tí nào đâu. Tap Hero. Để hôm nào mình sẽ chơi game Tap Hero này. Mình nhìn thấy nó cũng rất là hay. 15.150 mấy đây. Ui, nâng cấp được thoải mái này. Ui, anh em ơi, thoải mái luôn. Đánh con unicorn xuống. Thật sự là... Trời, sorry anh em là tôi ấn nhầm. Chết rồi, làm nào để quay lại đây nhở? Không ấy lại được rồi. Đen đủi thích nhở, tôi ấn nhầm vào cái quảng cáo. Mình không để ý là nó còn cái đấy cơ. Holy shit boy. Hơi đen yeah. Forward trong vòng 10 giây. Và chúng ta chuẩn bị 6 5 4 3 2 1 và kết thúc rồi anh em ơi. Rồi, chúng ta nâng cấp rồi đấy. Mình sẽ đi sang cửa 2 đi. Đánh nhau sắp với người khổng lồ kìa. Woo. Nào, ok. Chúng ta đang thích thì chiến thôi anh em. Thích thì chiến thôi.
thích thì chiến thôi. Đúng rồi, chúng ta đánh không cần chiến thuật gì cả anh em ạ, chúng ta chỉ cần là chặn lại bọn này thôi. Xong rồi quân tiên phong của chúng ta nó quá khỏe luôn ấy, quân các bọn của mình nó quá khỏe rồi so với cái quy định rồi. Wow, 2100 so với thay vì là 420, mình cũng không ấn được ấy. À, mình lấy được 420 và mình không phải xem quảng cáo anh em ạ. Ok, unlock faster cho có thêm cung thủ đấy. Tiếp theo là cung thủ rồi. Ok, chúng ta đấm nhau thằng này đi. Fine, bonus butter. Chúng ta chọn cái gì đây anh em? Chọn money, chọn thôi, mấy cái này thôi. Go, let's go. Beast boss. Trời ơi, vẫn còn thêm quân này. Chết. Big Boss con này thì nó không phải là quá là đối thủ gì đối mình. Ui trời ơi, Big Boss này đẹp nhờ. Wow, 4400 và chúng ta có thể nhân 5. No. No, I'm not. No. Unlock faster thêm 15%. 68.000 sẽ bỏ quảng cáo anh em ạ. Còn không là mình phải xem. Tôi phải xem với cái quảng cáo thôi. Khá là bựa. Uầy, cái gì này? Có thêm Magic Coins. Magic Coins, mình muốn chơi cái này mình phải xem quảng cáo. Thế nhỉ? Free gì đây? Nhập code à? Được thêm một đống tướng à? Ai à? Reaper Grand. Các cái nhân vật trong này trông khá đẹp. Medusa. Quay. Nhận được tướng gì đây? Skull. Ê. Tap Hero. Ok. Chẳng thích ra ngoài này anh em. Đấu với Magic Con. Đơn giản mà, đấy con này dễ cực luôn đấy. Chúng ta đánh đam to anh em. Sau khi tôi nâng cấp ấy, trước tôi còn chưa nâng cấp mà tôi đã khỏe lắm rồi. Và bây giờ đánh nhau với con Unicorn này thì nó còn... Còn cái sấm sét này là cái gì nhỉ? Nó không gọi con đệ ra nhỉ? Nếu nó không gọi con đệ ra thì nó sẽ đai. Rất là khó, nó có, đang có một cái vòng ấy. Nó có một cái vòng năng lượng của nó ấy. Rất là khó để có thể là vào được. Khó. Nó không có con đệ ở nó nhỉ? Khó chịu thế nhỉ? Mày khó chịu quá. Đánh nhau đi cưng. 20.000 vàng. Thật sự là phê nhỉ. Con này lúc nào cũng có rất nhiều tiền. Với 20.000 vàng thì mình nâng cấp full cho mấy thằng của mình được. Nó lên level nhanh lắm. Nó đánh rất là nhiều map nữa. Và mình không cần phải xem kia được có 4.000 mấy thôi. Cái này tận 20.000 cơ mà. Nhưng mà xem quảng cáo 2 lần. Tính ra thì cũng như nhau à. Đúng không? Kia xem quảng cáo 2 lần thì sẽ rơi vào tầm khoảng 8.000. 8.000 vàng gì đấy. Mình đoán là như vậy. Rồi, vàng rất nhiều luôn. 21.670 mấy ấy. Unlock cái gì đây? Free Pumpkins. Thôi bạn ơi, tiền đâu ra? Tôi có tiền đâu, tôi chỉ nâng cái này thôi. Nâng công, nâng inch là cái gì nhỉ? Là nhiều cái mực hơn để mình vẽ anh em ạ. Kiểu như vậy. Cho nâng đều mà. Hết nha anh em, hết tiền nha. Fine, bây giờ khỏe lắm. Bây giờ mực mình cũng nhiều. Mực mình cũng rất là dài luôn anh em. Holy shit. Nó phải chia quân ra anh em ạ. Chắc chắn nó phải chia quân ra. Quân mình quá đông so với cái quy định ấy. Và quân mình quá khỏe. Team bạn làm sao mà có thể đỡ được. Ui dồi. Ui trời ơi, phá hủy vương quốc của nó.
Tuyệt vời đấy. 2000 và nhân 5 thì sẽ được, à đâu, 400 nhân 5 thì được có 2000 thôi. Khá là cùi. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nha. Bye bye.